Rồi, xin chào các bạn, xin chào các bố và các mẹ. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại kênh Khôi Phạm TV. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về vấn đề sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ. Trường hợp cụ thể đó là trường hợp của mình, đó là sinh mổ lần thứ hai tại Bệnh viện Từ Dũ, có sử dụng phòng dịch vụ và có bảo hiểm y tế thông thường. Ngày hôm nay Khôi sẽ chia sẻ về phần chi phí một cách cụ thể rõ ràng. Trên tay của mình đó là khi mà mình xuất viện thì họ sẽ đưa cho mình rất là nhiều giấy tờ, có sổ khám bệnh của em bé, sổ theo dõi sức khỏe của em bé, trong đó có cái phần chích ngừa, cũng như là cái tờ quan trọng nhất là tờ giấy chứng sinh cho các bố các mẹ nha. Giấy ra viện, tờ giấy ra viện là màu vàng này nha. Giấy ra viện này để chúng ta trình với bảo vệ khi chúng ta ra khỏi cổng, cũng như là tờ giấy màu vàng này để chúng ta có thể, nếu chúng ta đi làm, để chúng ta nộp lại cho cơ quan để chúng ta được hưởng về bảo hiểm xã hội theo đúng cái chế độ của nó. Rất nhiều hóa đơn nữa, nhưng cái mà chúng ta quan tâm nhất đó là trong trường hợp của Khôi Phạm về vấn đề sinh mổ lần thứ hai, mổ dịch vụ chọn bác sĩ và nằm phòng dịch vụ khu N, và số ngày ở trên theo như hóa đơn đó là 4 ngày. Mình sử dụng phòng 2 người ở lầu 8 khu N với giá là 1,2 triệu một ngày. Phòng 2 giường 2 người nha quý vị nha. Theo như hóa đơn thì người ta đưa một cái tờ hóa đơn kê chi tiết rất nhiều, chúng ta có thể theo dõi. Tờ hóa đơn rất dài. Tất cả các loại thuốc, các loại dịch vụ xét nghiệm nó có ở trong đây hết, nhưng mà chúng ta không cần quan tâm nhiều tới cái vấn đề cái trang cuối cùng. Thì chúng ta về trường hợp cụ thể của Khôi đó là tổng chi phí điều trị cho 4 ngày theo như hóa đơn người ta tính số ngày nằm ở phòng dịch vụ thì tổng chi phí hết đó là khoảng chừng 14 triệu. Cụ thể đó là 13.993.000, là 14 triệu đi. Thì bảo hiểm y tế thanh toán là 3.938, mình cứ cho tròn là 4 triệu. Như vậy là khi mà mình bắt đầu nhập cấp cứu thì nếu mà mình chọn dịch vụ săn mổ, dịch vụ chọn bác sĩ theo yêu cầu của mình thì họ yêu cầu mình tạm ứng là 10 triệu. Và cuối cùng thì là họ tổng kết ra là trường hợp của mình thì mình chỉ đóng thêm 54.000 nữa. Như vậy là tổng kết lại là nếu mà trường hợp của mình sử dụng phòng dịch vụ 2 người thì là 1,2 triệu một ngày, họ tính 4 ngày cộng thêm với tiền dịch vụ săn mổ dịch vụ thì khoảng chừng 14 triệu. Trong đó bảo hiểm y tế thanh toán cho mình là 4 triệu. Đây là bảo hiểm y tế thông thường của bà xã mình, đó là bảo hiểm y tế của cơ quan. Nó tương đương với cái bảo hiểm y tế tự nguyện mà mình thường mua tự nguyện tại phường xã. Nếu các bố các mẹ có sử dụng bảo hiểm loại cao cấp hơn, thí dụ như là của Bảo Việt hoặc các loại bảo hiểm cao cấp khác, thì về vấn đề thanh toán có lẽ là sẽ tốt hơn. Tuy nhiên mình trong trường hợp này thì mình chỉ sử dụng y tế, bảo hiểm y tế dạng bắt buộc, là cái loại bảo hiểm khoảng chừng 600 mấy 700 ngàn một năm đó. Nhưng mà khi mình đi săn, mình sử dụng dịch vụ này, mình nhập cấp cứu thì theo như tờ hóa đơn này thì người ta báo là bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 80% trong những cái khoản nào mà bảo hiểm y tế chịu, thì mình được bảo hiểm thanh toán là 4 triệu và tổng chi phí là khoảng chừng 14 triệu. Và trừ đi bảo hiểm 4 triệu thì mình phải đóng cho bệnh viện khoảng chừng 10 triệu. Tương đương với số tiền mà bệnh viện yêu cầu mình tạm ứng lúc ban đầu. Về việc chi phí khi sinh mổ sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ, vừa rồi là cái số tiền chỉ là thông thường, có nghĩa là không có vấn đề gì xảy ra cho mẹ và bé, với số ngày nằm là 4 ngày tại phòng dịch vụ 1,2 triệu một ngày.
Tuy nhiên để chúng ta có thể lên kế hoạch dự trù cho việc sinh con mình được tốt đẹp thì theo như Khôi thì mình phải có một cái dự trù nó nhiều hơn dư ra, bởi vì chúng ta biết là việc sinh mổ là một việc phẫu thuật. Trước khi vô sinh mổ, bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những nguy cơ rủi ro có thể để mình có thể chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Chính vì vậy là chúng ta cũng cần thiết phải có một cái dự trù về mặt kinh phí. Dĩ nhiên là điều không ai mong muốn, nhưng nếu mà có xảy ra thì mình đã có sự chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ tốt hơn cho việc sinh mổ của mẹ và bé tại bệnh viện ngay lúc đó, để có thể mình đáp ứng kịp thời những yêu cầu của bệnh viện cũng như là các bác sĩ đưa ra. Ngoài ra thì về vấn đề kinh phí, ngoài việc dự phòng về các rủi ro có thể phát sinh thêm các chi phí, thì chúng ta cũng cần lưu ý thêm, dự trù thêm về vấn đề các sinh hoạt trong những ngày nằm ở tại bệnh viện, bao gồm các chi phí ví dụ như là ăn uống, các vận dụng mình có thể phát sinh mua thêm. Bởi vì khi nằm bệnh viện thì mình không thể nào mình chuẩn bị hết tất cả các vận dụng một cách đầy đủ trong những trường hợp cụ thể phát sinh. Cái việc quan trọng nhất là việc ăn uống. Nếu chúng ta gần và có người nhà nấu nướng tại nhà thì là một việc rất là tốt. Tuy nhiên, ở tại bệnh viện thì vấn đề ăn uống tại căn tin theo như Khôi trải nghiệm thì cũng thấy là rất là tốt, các món ăn nấu rất là ngon và đa dạng. Về việc ăn uống như thế nào tại bệnh viện thì xin mời các bạn, các bố, các mẹ sẽ đón xem những video tiếp theo để Khôi Phạm có thể trình bày rõ hơn về vấn đề ăn uống tại bệnh viện như thế nào nha. Các bạn có thể nhấn nút đỏ nút đăng ký để có thể nhận được những video mới nhất của Khôi về vấn đề sinh con tại bệnh viện Từ Dũ. Xin chào các bố và các mẹ, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.